Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ dạy cho các bạn một câu nói rất là đơn giản thôi. Ví dụ như thế này, chúng ta muốn nói rằng là gì nhỉ? Em đã đỗ là ba chưa? Thì nói như nào nhá? Nói cho anh thế nào? Em á, N3 を合格しましたか? N3 に合格しました. いいんですか? はい. Ngoài ra còn có hai cách nói nữa. Cách nói thứ hai đó là gì? N3 を取った. N3 を取りましたか? Em đã gì nhỉ? Lấy được à? Chưa, tôi được lấy được không? Lấy được là bao nhiêu? Ngoài ra còn một động từ nữa mà các bạn gì nhỉ? Chắc là cũng ít nghe thôi nhưng mà thực tế trong gì giao tiếp hàng ngày sử dụng rất là nhiều. Đó là động từ ukaru. Ukaru. Cách sử dụng giống với lại là gokaku suru. N-san ni ukarimashita ka? Ukatta. Hoặc là N-san ni ukatta. Tôi đỗ rồi, đỗ rồi. N-san ni ukatta. Rồi. Động từ tiện thứ hai cũng sẽ là một động từ mà liên quan đến thi cử. Hãy mình thì hỏi nghĩa nha. Nghĩa dịch sang cho chị câu này. Tháng 12 này em có thi N2 không? 今年の12月 N2 参加しますか? N2 参加しますか? Nhiều bạn tham gia đúng không? Tham gia chúng ta hay nhầm là tham gia kỳ thi nào đó thì cái từ tham gia trước giờ chỉ gặp là 試合に参加する hay là 授業に参加する là tham gia giờ học hay là tham gia trận đấu. Thế còn thi hay không? Nó sẽ dùng một động từ mới, động từ gì hả thầy? Đó là động từ 受ける. Hay. 私は12月の試験を受けます. Hay. Tháng 12 này em sẽ tham gia thi. Sẽ được dùng động từ 受けます nhé. Các bạn nhớ nhá. Tránh dùng từ 参加 trong trường hợp này nhá. Hai bạn nói. Thế này. 先生. Hay. N3 に合格しましたか? 合格しました. Oh, 私も合格しました. Hay. Yeah. 皆さん。Bye bye, bye bye các bạn nhé. Thế rồi á. Thế rồi, bye bye. Chào đi ạ. Hay chào, bye bye. Bye bye.